bạn cho các bạn đã đến với channel của NShop, kênh chuyên về game và hobby. Thì ở video trước mình có làm một cái clip first look về Pokemon Let's Go Pikachu. Thì hôm nay video này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Pokemon Plus. Đây là quả Pokemon của tụi mình. Thì các bạn có thể thấy ở trên đầu Pokemon nó sẽ có một cái nút nhọn như vậy. Đó chính là nút B. Còn ở cái núm trắng này thì nó chính là analog. Thì các bạn có thể di chuyển tới lui nè. Hoặc là nếu mà mình nhấn vô thì đó chính là nút A. Ngoài ra nó còn có một cái nút rất là đặc biệt nữa, đó chính là nút X. Thì muốn sử dụng nút X thì các bạn phải lắc quả cầu, thì nó sẽ được mặc định như là nút X. Rồi, bây giờ mình kết nối ở trong game thử nha. Here we go. Như các bạn có thể thấy trên màn hình, khi mà vừa mới mua game thì nó sẽ cho mình chọn là mình sử dụng hai tay cầm Joy-Con hoặc là sử dụng Pokeball để điều khiển. Thì các bạn có thể nhấn nút A chính giữa để chọn, để kết nối vào, confirm. Mình có thể nghe tiếng Pokeball nó vừa kêu này. Sau khi đã kết nối xong thì các bạn có thể điều khiển cái thao tác trong game bằng Pokeball. Có Charmander này. Đấy, mình có thể dùng cái analog này để đi qua đi lại. Nó bắt đầu rồi. Khi mỗi lần mà tấn công thì quả cầu của cái bom nó cũng sẽ rung lên. Giờ mình thử bắt một em Pokemon bằng Pokemon Plus ha. Đụng liền luôn. Rattata. Để cho dễ bắt hơn thì mình sẽ cho nó ăn trước. Cho ăn cái đi. Get ready. Thì bạn chỉ việc cầm Pokemon thảy như là sử dụng cho con thôi. Đây là Pokemon đang vùng vẫy thì nó sẽ chớp đèn vàng. Khi mà nó hiện đèn xanh rồi thì có nghĩa là Pokemon đã bị thu phục. Các bạn có thể lắc Pokemon là để sử dụng nút X để mình có thể chơi với Pikachu này. Pikachu có quà nè. Dễ thương quá. Pikachu. Này, mình có thể chơi với Pikachu. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bỏ Pokemon và Pokeball. Để khi mà các bạn có muốn mang Pokemon của mình ra ngoài thì các bạn có thể nhấn nút B. Mình chọn một cell. Nè. Search cho Pokemon. Khi vô tới đây thì các bạn cứ việc làm theo hướng dẫn là sẽ bỏ được Pokemon đi theo mình thôi. Vì khi mà bạn mang Pokemon theo mình thì chỉ cần lắc bóng là các bạn sẽ nghe được tiếng của em nó kêu. Khi mà bạn bỏ Pokemon vào thì nó sẽ kêu như vậy nè. Ngoài ra, Pokemon Plus còn có thể kết nối được với cả game Pokemon Go, một tựa game đã từng làm mưa làm gió. Trước tiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối Pokemon với điện thoại. Điện thoại mình đang sử dụng là hệ điều hành Android, nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn theo hệ điều hành của nó nha. Sau khi vào tìm thiết bị thì các bạn vào mục này.
Các bạn có thể thấy là mình có cái Bluetooth Pokemon BBB, chọn để kết nối. Các bạn có thể thấy như này là mình đã kết nối thành công. Bây giờ mình vô trong game ha. Khi vô tới giao diện game thì các bạn nhấn vào quả cầu Pokemon vào phần setting. Đây, mình kéo xuống cuối luôn. Đây, nó có cái mục Pokemon Plus. Nhấn vào thì mình nhấn cái nút ở trên đầu này để cho nó phát cái Bluetooth qua. Rồi, kết nối ở đây. Thì bạn đợi một lát, nó đang xoay. Việc kết nối này thì chắc cũng mất một lúc à, không có lâu lắm đâu. Thì kia các bạn có thể thấy cái đây nó sáng lên là nghĩa là đã kết nối thành công. Đèn xanh như vậy là có nghĩa là Pokemon đang ở gần bạn đó. Như các bạn có thể thấy, Pokemon đang xuất hiện xung quanh mình. Khi mà các bạn muốn bắt thì các bạn nhấn vào nút đỏ trên đây. Đây, đây nó rung rồi, bây giờ bắt thôi. Khi mà Pokemon tới gần các bạn muốn bắt thì các bạn bấm cái nút trên đây. Này, bắt. Khi mà bắt thành công thì nó sẽ hiện đèn LED đủ màu như thế này. Này, lại tiếp tục rung, Pokemon đang ở rất gần. Bắt. Này, đã bắt thành công. Khi mà bạn để game ở chế độ ngầm mà mang theo Pokemon đi bên mình thì khi mà đi ngang Pokestop á thì nó sẽ tự quay vật phẩm cho bạn luôn. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Đối với những bạn đây là lần đầu tiên xem video của mình thì các bạn đừng quên like, share và subscribe cho mình nha, để ủng hộ và không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt.